Kalle Samoja của Phần Lan, Kieran Vincent của Zimbabwe và Jinichiro Kozuma của Nhật Bản là ba golfer đã thi đấu đầy thành công vào Chủ nhật để giành được suất tham dự Live Golf League mùa giải 2024. Samoja là golfer thể hiện tốt nhất trong ngày thi đấu cuối cùng tại sân golf Abu Dhabi khi sớm tạo ra lợi thế dẫn trước tới 2 gậy âm trước các đối thủ bám đuổi. Thế nhưng, cũng đã có lúc golfer người Phần Lan đánh mất đi sự tập trung của mình. Ở một vài thời điểm, Samoja để cho 4 golfer khác cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu. Bước ngoặt chỉ thực sự đến với Samoja khi golfer này chơi bùng nổ ở hố 17, 3-4 với cú bắt đi có khoảng cách dài 50 phút. Chính golfer người Phần Lan cũng thừa nhận đây là cú bắt hay nhất trong sự nghiệp của mình. Từ điểm bắt đi có được này, Samoja củng cố vị trí dẫn đầu khi chỉ còn một hố đấu và golfer 35 tuổi cũng đã khép lại ngày thi đấu với thêm một điểm bắt đi nữa để có được thành tích âm 8 và không phải đấu playoff. Tới lúc này là sự cạnh tranh của Vincent, Kozuma và Laurier Kante khi cả ba đều có thành tích âm 7 và phải bước vào loạt đấu playoff. Tại đây, tâm lý là điều không thể tránh khỏi và người đã mắc sai lầm là Kante. Golfer 34 tuổi bỏ lỡ cú bắt trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ ở hố playoff đầu tiên và sau đó đưa bóng xuống nước ở hố playoff thứ hai. Qua đó, Kozuma và Vincent tận dụng những cơ hội có được để trở thành hai cái tên còn lại thăng hạng lên Live Golf League 2024.